tôi Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại có một buổi báo giá vào buổi tối rồi. Sáng nay thì trưa nay thì em có khách và cũng như là nắng quá nên là em lại chuyển sang một buổi tối mát rồi. Hôm nay thì bên em về thêm rất là nhiều xe. Thế rồi sao em lại không nhìn thấy mắt nhỉ? Em chào bác Lê Trường An này. Nhìn thấy khách hàng nhưng mà không nhìn thấy tên. Em chào bác Lê Trường An nhé. 6-7 khách hàng xem mà không biết là bác nào đang xem. Khách hàng nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Số hotline thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi. 0354602790. Nhấc máy lên và alo cho em nhé. Quan tâm về mẫu xe nào thì cũng để lại số điện thoại cho em. Hôm nay em Hương về thêm được Hyundai Accent này, Mazda 3 bản Philip này, Vios số tự động, Vios số sàn. Em chào anh Minh Tiệp này. Các anh quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em cũng như là chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Còn em xin phép được quay sang cam sau để đi quanh quanh một chút để sao khách hàng nhà mình cùng xem nhé. Em chào bác Bùi Quang Hà này. Em xin phép được quay sang cam sau ạ. Chào người đẹp nhé, em cảm ơn anh Bùi Quang Hà nhé. Vẫn đợi anh Quang Hà đến và làm một cuộc bắt tay giao dịch thành công đấy anh ạ. Vẫn đợi anh Quang Hà đấy. Chào bác Phạm Văn Huấn này, các anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Vios số tự động, Zio, Kia Zio số tự động. À hôm nay em còn về thêm được hai siêu phẩm này. Một Mazda 3S bản Philip này. Một là em Kia Cerato. Chào anh Dương Kết này. Đừng quên những lượt like và những lượt thích trang cho em nhé. Chia sẻ cho em lên nào. Kia Cerato mới về màu trắng đẹp luôn. Kia Zio cũng về thêm này, Mazda này anh này. Hôm qua chưa có Mazda đâu, hôm nay em về thêm Mazda này. Một siêu phẩm Mazda số tự động đẹp đây ạ. Mazda số tự động đời 2017. Em này là bản phanh tay điện tử nhá. Số tự động đẹp, em Hương đang bán là 555 triệu. Cảm ơn anh Dương Kết ạ. Em này khóa cửa rồi. Gương kính thì cụp chỉnh auto cho em nhá. Em này thì có hai chế độ lái này, chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Bản này phanh tay điện tử 550 triệu. À 555 triệu tam hoa luôn. Động cơ trang bị là 1.5 đời 2017 nhá. Chào anh Phạm Thuận nào. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm nào. Quay luôn hai siêu phẩm mới về đây ạ. Quay luôn hai siêu phẩm mới về. Một là chiếc Mazda 3S trước mắt khách hàng nhà mình đây. Số tự động đẹp. Số tự động đẹp luôn đây ạ. Em chào anh Phùng nhá. Phùng không biết đọc cái đằng trước đọc như thế nào luôn. Mazda 3S đời 2017 số tự động đây ạ. 555 triệu, hai chế độ lái, phanh tay điện tử, số tự động đẹp. Gương kính thì cụp chỉnh auto. Form dáng mới, Mazda này là form dáng mới rồi. Chào bác Ngọc Lệ này. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Và xem mạng của em đã ổn định chưa. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Cerato biển Hà Nội này. Kia Cerato đời 2017, giá chào bán là 488 triệu. Nước sơn thì màu trắng đẹp, bản này có cửa lock đầy đủ cho em. Có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng này. Kia Cerato màn hình giải trí đề lỗ thông minh. Tất bật cảm biến đầy đủ cho em nhé. Bản này thì có cả cửa lock này. Bản này có cửa lock 488 triệu đời 2017, động cơ là 1.6 cho siêu phẩm Kia Cerato đời 2017. Có ga tay tự động cruise control, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Màn hình là màn hình Android đẹp cho em rồi. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn bác Xuân Cường chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Rất là nhiều siêu phẩm luôn. Kia Cerato 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. 488 triệu Mazda đời 2017 form dáng mới. Hai chế độ lái, chế độ lái thể thao này, chế độ lái thường này. Và phanh tay điện tử 555 triệu, em quay bên trong xe mía cho anh nào. Anh Dương Kết ơi, anh đang hỏi về Kia Cerato đúng không ạ? Siêu phẩm đấy, em chắc chắn rằng chỉ trong ngày hôm nay và ngày mai khi lên video và phát sóng trực tiếp này là sẽ bay thôi. Kia Cerato đây ạ. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, có ga tay tự động cruise control. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh. Ghế da zin đẹp luôn, bản này có cửa lock đầy đủ cho em. Nước sơn màu trắng đẹp, 488 triệu. 488 triệu đời 2017, động cơ 1.6 ạ. Chào bác Tuấn Hùng, chào bác Giang Hân này. Còn bên đây là Mazda, Mazda 3 đời 2017 số tự động đẹp đây.
Em này thì có hai chế độ lái thường và chế độ lái thể thao. Có cả hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng, gương kính cụp chỉnh auto, phanh tay điện tử 2017 1.5. Em đang bán là 555 triệu. Rất là nhiều xe đẹp luôn, xe siêu lút em cũng có này. Bên đây thì còn có một em Kia Rio. Hiện tại Kia Rio bên em đang sẵn là 5 đầu xe với 2-3 màu. Màu trắng và màu xanh mực kiểu long đấy ạ. Còn em chiếc xe Kia Rio này của em Hương là số tự động đẹp, bản này full đồ, zin đẹp toàn xe, đời 2015, nhập khẩu, em Hương đang bán là 390 triệu, biển là 23 các bác nhé. Lước sơn là màu trắng đẹp, lên đèn bi, đèn gầm cũng là đèn bi rồi. Kia Rio bản zin full đồ, đời 2015, nhập khẩu 1.4 nhé. Nhập khẩu đây ạ, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Màn hình giải trí có ga tay tự động đầy đủ cho em. Trần đây các bác này, nội thất bên trong này. Dù là live buổi tối thì em vẫn cố gắng quay cả nội thất nhé. Trần da 3D, nội thất ghế da cao cấp, zin đẹp. À em này không zin đảo đâu, mà em này là ghế da zin nó hơi xấu một tí nên em lên bộ ghế da mới rất là đẹp luôn. Số tự động đẹp đây ạ, 390 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Khách hàng là mà quan tâm, em để cho mình còn 380 triệu trong livestream ngày hôm nay. Chỉ trên livestream em mới để cái giá như vậy thôi ạ. Cảm ơn bác Giang Vũ này, chúc em buổi tối chốt được nhiều xe. Cảm ơn anh Cường Móm nha, anh Cường Móm vào xem xe thì chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Mazda này, Kia Cerato này và Kia Rio nhé. Về thêm cả chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, Kia Sportage. Kia Sportage, một chút em sẽ quay nhé, 5 chỗ ngồi gầm cao. Còn ở đây thì còn có một em siêu phẩm này, một em Chevrolet cờ đuôi, bản nhập khẩu đời 2011. Chevrolet cờ đuôi nhập khẩu sẽ trang bị thêm cả cửa lóc cho em, 265 triệu, trang bị động cơ là 1.6, nhập khẩu số sàn Chevrolet cờ đuôi đây ạ, 265 triệu đi có em Chevrolet cờ đuôi đi. Cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ, thơm thế. Màn hình giải trí em này là số sàn, xin lỗi em Chevrolet cờ đuôi này là số sàn. Số sàn đây ạ, có cửa lóc đầy đủ cho em, 265 triệu. Cờ đuôi nhập khẩu này, độ đèn nhá. Qua em quay video thì em này này, lên đèn rất là đẹp, đèn bi này, có đèn gầm và có cả giá đèn nét này. Em chào anh Nguyễn Thiện nào. Các anh chia sẻ cho em lên trang cá nhân và những lượt chia sẻ mới nào. Quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. 5 chỗ ngồi gầm cao em có này. Mạng kém ạ. Em thấy bình thường mà. Chào bác Ngọc Diện này, em thấy bình thường mà anh ơi. Em cầm một máy này không có bị lag đâu nhỉ. Chia sẻ cho em lên nào. Bên đây thì còn có một em Hyundai Accent, lớp sơn thì màu đỏ đẹp, đời 2018 này, bản này cũng siêu lướt cho em. Accent 2018, động cơ là 1.4, 475 triệu. 475 triệu cho chiếc Accent này ạ. Màn hình giải trí đầy đủ này, đề lỗ thông minh, em này thì zin đẹp toàn xe luôn. Zin toàn xe luôn, bao test hãng toàn quốc cho em. Những cái dòng xe như thế này em bao test hãng toàn quốc nhé. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đời 2018. 2018 này. Lước sơn màu đỏ đẹp, zin đẹp toàn xe. Zin nhan trên gương la răng thể thao và có dải đèn led cho em ạ. Rất là nhiều dòng xe siêu lướt, em sẽ đi ra bên ngoài trước này. Ra bên ngoài trước đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi nào ạ. Rất là nhiều xe. Accent thì em có full bảng màu luôn. Vừa rồi là một chiếc Accent màu đỏ này. Ở đây thì em còn có một chiếc Accent màu trắng này. Accent bản Blue cao cấp nhất với lớp sơn màu trắng, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Xin nhan trên gương, la răng thể thao và phanh ABS. Accent màu trắng đẹp này thì em lên màn hình giải trí này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da rất là đẹp. Và bản này thì có cửa lóc cho em, 383 triệu, đời 2015. Accent nhập khẩu, thân vỏ chắc chắn, máy số thì cực ngon luôn ạ. Số tự động đẹp cho siêu phẩm Accent bản cửa lóc, bản Blue cao cấp đấy ạ. Đèn là đèn bi này, có dải đèn nét này, đèn gầm đầy đủ, có đèn phá xương rồi. 383 triệu đời 2018, nhập khẩu số tự động cho chiếc Accent của em đây ạ. Rất hiện tại thì các bác để ý này, em đang quay tất cả những dòng xe lướt và dòng xe mới về nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao rất là đẹp luôn. Một em 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage. Ôi dồi, xuất sắc luôn. Nhập Hàn nguyên chiếc này. Bản nhập khẩu nhá, bản này có cửa lóc là toàn cảnh cho em luôn. Cửa lóc toàn cảnh 2.0, số tự động đẹp, đèn bi này,
có giải đèn led và đèn gầm đầy đủ cho em. Em này thì nói phải 15 phút không hết về option đồ chơi. Xin nhan trên gương đời 2011 giá chào bán 469 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, màn hình giải trí, điều hòa auto, đề lỗ thông minh. Em này nhá, em nói này, em này có sấy sưởi ghế này, điều hòa ghế hai vùng. Các bác có thấy dòng xe nào mà có điều hòa ghế không? Những dòng xe mà nhập khẩu hay có điều hòa ghế này, tức là có bật nóng ghế và làm mát ghế các bác nhá. Có điều hòa ghế này, cửa sổ toàn cảnh luôn. Các bác cứ hay trêu là đây là cửa sổ toàn cảnh full HD không che đây. Hai làn đều cảnh cửa sổ này các bác này. Cửa sổ toàn cảnh luôn. Hai làn cửa lóc nhá. Tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay chân vô lăng. Sấy sưởi ghế, điều hòa cũng là auto. Màn hình Android xịn. Và phía sau xe thì còn có cả hai cái màn hình gối. Nếu như mà con nhỏ nhà mình ngồi phía sau thì em này còn có hai cái màn hình gối các bác nhìn này. Đây gọi là hai cái màn hình gối nhá. Em chào bác Đặng Trần Xuân. Chào bác Nguyễn Quân, chào bác Nguyễn Văn Hùng. Chia sẻ mạnh mẽ cho em nay Hương Ân nào. Có khả năng nay tối các bác lại bỡ ngỡ về giờ rồi. Trưa nay thì em lại bận quá không like được. Cửa sổ toàn cảnh này, sấy sưởi ghế này, điều hòa ghế này, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc, lúc sơn thì là màu lâu cà phê đẹp ạ. Màu lâu cà phê đẹp. Đây anh ơi, em đang quay Kia Sportage đây anh ơi. Đầy đủ full hết rồi. Kia Sportage đây, vừa mới cập bến này nhưng phải gọi là đẹp xuất sắc, zin toàn xe, bao tiết hãng toàn quốc cho mình luôn. Cảm biến phía sau là có 4 mắt này, có cam lùi đầy đủ rồi. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản này. Nói chung là nếu như mà để về đi xe 5 chỗ thì xe 5 chỗ ngồi gầm cao nó vẫn là một cái gì đấy nó sang hơn. Hỗ trợ cân bằng đầy đủ cho em nhé. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Ghế là ghế chỉnh điện 10 hướng cho em. Bản này đâu đó là 10 hay là 8 túi khí này. Bản này là rất là nhiều túi khí luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng. Sấy sưởi ghế, điều hòa ghế, cửa sổ toàn cảnh luôn anh ạ. Cân bằng luôn, chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo cho em nhé. Phiếu bảo dưỡng bảo hành các bác này. Bác chủ cũ rất là ăn chơi đúng không ạ? Bảo dưỡng bảo hành thì xe mới đẹp được. i10 tầm 200 em có nhá anh Nguyễn Hưng nhá. Em chào anh Nguyễn Minh Quân, chào bác Bùi Thưởng này. Chào bác Mạnh Cường, chào bác Phạm Thưởng. Anh Quân Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nếu như quan tâm về chiếc xe Kia Sportage bên em. 469 triệu bao rút hồ sơ. Khách hàng nào mà loanh quanh 100 cây em vẫn bao vận chuyển. Và xuống xem xe vẫn lộc lá bình thường anh ạ. Dòng xe 5 chỗ ngồi này là 2 chấm anh nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao là 2 chấm ạ. Full option, full đồ chơi. Anh Nguyễn Hưng ơi, đợi em một chút nhá. Em sẽ quay cho anh tầm i10 tầm 200. i10 tầm 200 hoặc hơn 200 một chút thôi là đi được ok lắm rồi. Em chào anh Trương Nguyễn này. Kia Sportage xi nhan trên gương, cửa sổ toàn cảnh luôn cho em này. Kệ bước chân lên xuống, zin đẹp toàn xe, 469 triệu này. i10 đây, nếu như mà tầm có kinh tế 200 rồi thì em còn có một chiếc xe i10 đời 2015. Đời 2015 thì chiếc i10 màu trắng này sẽ là bản nhập ấn cho em này. i10 bản nhập ấn, bản này 1.0. Số sàn 225 triệu, đời 2015. Xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương ạ, 225 triệu. Thực chất ra là em này sẽ là bản thiếu nhá. Nhưng bác chủ cũ là thích độ lên thành đủ. Nên là sẽ có xi nhan trên gương này. Tổ hợp phím bấm tăng giảm trên vô lăng. Màn hình giải trí có rồi. 225 triệu, đời 2015, bản nhập ấn. Em này là bản thiếu nhưng độ thành bản đủ ạ. Độ thành bản đủ nhá, biển 30, à bản biển 34 bánh đậu xanh này. Em chào anh Trần Trọng Rick này, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em ạ. Số điện thoại em ghi ở đây rồi, 0354602790. Nhấc máy lên và alo cho em nếu như quan tâm về mẫu xe nào. i10 đây ạ, 225 triệu. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm thể thao Galaxy. Galaxy phiên bản thể thao hai cánh cửa nha các bác nhé. Hai cánh cửa. Có ga tay tự động cruise control, bản này là 8 túi khí này. Đóng cửa rồi, nếu như mở ra đẹp lắm. Chào em Hương áo sát lách. Hôm nay em nóng quá. Xong em lại đi có việc nên là mặc áo sát lách. Họ tổ họp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này. Genesis đời 2009 bản nhập khẩu 2.0. Em Hương đang bán là 445 triệu. Lên cho em là đèn bi nhá. Em này là hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi. Cửa lóc đầy đủ.
có cho em là cam hành trình xi nhan trên gương, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Đời 2009, 445 triệu, 8 túi khí an toàn. Bên trong là một cái nội thất màu da, màu đỏ rất là đẹp. Nhưng mà em lại khóa cửa, không cầm chìa khóa ở đây rồi. Khóa cửa rồi, em lại điều hòa auto độ bô lên. Bác nào mà đi tán gái này, bố vợ mà không cho lấy con gái cứ đến 12 giờ đêm đến lộ bô cho em. Bằng khi nào gã thì thôi. Bốn mắt cảm biến này em Hà Nội nhá. Hai cánh cửa này, kính là kính không viền. Xe quá là chất lượng luôn. Chào anh Khang Vũ, chào anh Giang Giang, chào anh Hữu Trinh, chào anh Nguyễn Văn Phán nào. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc siêu phẩm Hyundai, nhưng mà là dòng Hyundai Eon. Hyundai Eon nước sơn màu trắng đẹp. Nhìn form dáng thì nó nhỏ xinh hơn i10, nhưng cùng là con cháu nhà Hyundai thôi. Hyundai Eon đời 2013 nhập khẩu, động cơ trang bị chỉ có 0.8 thôi. Em Hương đang bán là 169 triệu. Đèn halogen nhé, có đèn led đầy đủ cho em. Hyundai Eon 169 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Đăng ký đăng kiểm này, tháng 4 2023. 2023 các bác nhìn này, ghế da hai màu nhá. Dù chỉ có hơn 100 triệu thôi nhưng Hyundai là dòng xe cực kỳ chất lượng. Thân vỏ để chắc chắn này. Các bác nhìn này, nếu là mua cho bà xã nhà mình đi, chiếc xe bé bé xinh xinh này rất là ok này. Chào bác Nguyễn Đô, chào bác Minh Huệ này. Cho mình xin thông tin hình ảnh và giá đó bao gồm những gì anh Nguyễn Thanh Tùng ơi. Anh Nguyễn Thanh Tùng mà hỏi i10 nhá, giá đấy thì em sẽ bao gồm cho mình là bao rút hồ sơ. Nếu như anh ở xa thì em sẽ ship cho anh. Còn nếu như anh ở gần thì em sẽ vẫn còn lộc lá này. Thỉnh thoảng quay mặt một chút chứ. Đang lói mồ hôi nó nhễ nhại anh ạ, tự dưng quay vào mặt các bác lại giật mình, lại thoát ra thì chết. Tucson gầm cao, máy dầu hai cầu thì em về thêm, nhưng mà chắc phải là mai mới lên sóng được. Vừa mới về, vẫn còn hơi bẩn, vẫn còn hơi nhem nhúc một tí này. Một em siêu phẩm sờ bắc số tự động đây. Sờ bắc số tự động với lức sơn màu trắng đẹp, cũng vừa mới về bên em Hương. Sờ bắc số tự động đây ạ. Em này thì có hơn 100 triệu một chút thôi, 152 triệu cho chiếc sờ bắc số tự động này. Chào anh Tạ Duy này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Rio nước sơn là màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội. Kia Rio số sàn, động cơ trang bị 1.4, bản này là bản nhập khẩu nguyên chiếc nhé, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015. Đời 2015 cho siêu phẩm Kia Rio. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, ghế da xịn sò luôn. Trần lỉ nguyên zin, bọc ni lông sạch đẹp. Có cho em là màn hình Android đầy đủ rồi, màn hình to luôn. Chào bác bố cốm gạo này, anh bố cốm gạo tham khảo về bán tải như thế nào rồi anh? Một chiếc xe Kia Rio bản nhập khẩu đây ạ, nhập khẩu nguyên chiếc 325 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc gốc Hà Nội đẹp đây ạ. Đèn bi salon, có đèn led và có dài đèn led. Ôi mát quá. Có dài đèn led này. 325 triệu cho siêu phẩm đây ạ. Bên đây thì còn có một chiếc sập bắc tập lái chỉ có 85 triệu thôi. Em cảm ơn anh bố cốm gạo nhá. Nếu như mà cân đối được tài chính thì về xe bán tải thì alo cho em ạ. Bán tải thì bao trách hãng cho mình luôn, xe cực đẹp. Chào bác Cao Xuân Thụ này. Chào bác Trần Tuyên. Một em i30 bản crown cao cấp full kịch luôn, nhập Hàn nguyên chiếc. Lên cho em đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ. Xin nhan trên gương, bản crown cao cấp full kịch này sẽ có cho em là cam cửa lóc này. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, giá chỉ có 308 triệu thôi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có này. Số tự động đẹp, điều hòa auto mát lạnh, màn hình Z-Tech xịn luôn. Màn hình Z-Tech xịn luôn, 308 triệu. Anh ơi, nếu như mà đã thiện chí rồi thì xe em sẽ để cho mình giá đẹp luôn. Vì từ trước đến nay khi mà khách hàng mua xe BMW Lê Hương, các bác cũng biết đấy, bây giờ đi tham khảo giá thị trường nó sẽ có giá chung. Có những người người ta chỉ nhăm nhăm vào dìm giá để người ta bán hàng, nhưng người ta không quan tâm vào chất lượng. Nhưng mua xe bên em sẽ cân đối làm sao chất lượng là số 1 và giá cả nó cũng phải tương đương. Nên là anh cứ yên tâm thôi, xe không bao giờ sợ đắt. Nếu như rẻ mà được 20 triệu hay 30 triệu một đầu xe thì chất lượng của xe sẽ không thể đảm bảo được anh ạ. Không thể đảm bảo được về chất lượng đâu. Nên là thay vì mua một chiếc xe rẻ được 30 triệu thì mình hãy mua một chiếc xe mà để mình đi an toàn. Đi an toàn mãi mãi anh ạ. Còn những chiếc xe rẻ nó sẽ không tự dưng mà đâu mà nó lại rẻ được 30 triệu đâu.
Bây giờ buôn bán nó cạnh tranh nhau thời điểm. Bây giờ là mạng miếc nó phát triển như thế này. Nếu như một đầu xe cùng đời với nhà em mà nó rẻ hơn em 30 triệu thì chắc chắn, một là anh mua của dân, anh em nhà mình thì giá nó sẽ ok hơn là thợ bên em, vì thợ em bán phải có lãi. Nhưng nếu như mà tự thợ với thợ mà rẻ hơn 30 triệu thì không có đâu ạ, không thể có được. Em có hai chiếc xà bắc siêu nhân. Chiếc xà bắc này là đời 2015, số tự động đẹp đây, 235 triệu, xà bắc siêu nhân số tự động đẹp. Động cơ trang bị chỉ có 1.0 thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu, vừa mới về nhưng mà chưa mở được cửa ra, không quay được nội thất. Em này là một bán tải Ford Ranger Wildtrak bản 3.2 máy dầu, số tự động, bản Thái Lan nhé, đời 2015, giá chào bán là 835 triệu, 3845 còn 835 triệu. Bản này là bản nhập Thái 3.2, bán tải Ford Ranger Wildtrak, bao check hãng toàn quốc. Tổ hợp phím bấm nghe gọi, rảnh tay chân vô lăng. Trời ơi, chân vô lăng nó như là cái ma trận luôn. Rất là nhiều những cái nút bấm này, khẩu lệnh nghe gọi từ chối tăng giảm này, rất là nhiều nút luôn. Em này thì có hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, hỗ trợ khóa cầu Vinsight này, chống trơn trượt này, tắt bật cảm biến này, hai cầu máy dầu số tự động, 845 còn 835. Lên thùng thấp cho em rồi, nếu như mà chưa lên thùng lại phải cộng thêm 20 triệu tiền lên thùng nữa. Nhưng em này thì lên thùng rồi, nên là các bác ưng là cứ alo em Hương thôi ạ. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Thơm Lê chia sẻ cho em lên nào. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, đầy đủ full option cho em rồi, về chỉ việc đổ dầu là đi thôi. Nếu như mà khách nàng nào mà thiện chí đến xem xe, mua xe, em sẽ đổ cho mình full bình dầu luôn. Không biết là bác ở đâu em đổ full luôn. Hỗ trợ cụm đèn pha này tự động cụp khi mà gặp chướng ngại vật nhá. Bình thường các bác đi đèn pha, các bác cứ pha vào mắt xe người đằng trước, nhưng mà nhìn thấy xe phát đại em nó sợ tự cụp ngay. Rất là an toàn cho chủ nhân đúng không ạ? Không hề vênh váo tí nào. Mà xe này rất là đẹp, bản nhập Thái nhá. Người ta còn gọi là một con voi của Thái Lan đấy ạ. 835 triệu hỗ trợ trả góp 50% giá trị xe. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning số tự động đời 2004, đăng ký lần đầu là 2006, bản nhập khẩu 1.0. Em này thì zin đẹp toàn xe, biển thủ đô 4 số 1 chủ từ đầu, số tự động đẹp 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2004 và đăng ký là 2006 này. Lước sơn thì màu xanh đẹp luôn, máy số thì cực ngon các bác nhá, zin đẹp luôn. Chúc em gái luôn buôn may bán đất tháng 6 vượt mức tháng 5. Hiện tại bây giờ tháng 6 là đang vượt rồi anh ạ, 2 phần 3 của tháng nhưng đã vượt tháng 5 rồi. Vượt tháng 5 rồi, thời điểm nắng nóng như thế này là các bác cứ đi ô tô thôi. Xăng dầu nó đắt là một phần, nhưng mà ô tô nó là cái phục vụ thiết yếu cho gia đình. Bây giờ bạn bè có ô tô rồi, mình chưa có cũng buồn. Con cái người ta đi thì mát mẻ, vợ con mình thì cứ đùm húm nắng mưa được nghĩ cũng buồn. Nên là xe nó có đắt đâu. 80 triệu có điều hòa đi, 100 triệu có điều hòa đi, 150 có điều hòa đi. Có phải là cứ là nhiều tiền mới đi ô tô đâu. Mình kinh tế như thế nào thì mình đi thế đúng không ạ? Một em Kia Morning bản full. Bản này là full cửa lock cho em đây này, số tự động đẹp đời 2011, em Hương đang bán là 285 triệu. Đời 2011 bản nhập khẩu nhưng mà động cơ chỉ có 1.0 thôi. Kia Morning nhập khẩu bản cửa lock, tổ hợp phím bấm nghe gọi, khẩu lệnh chân vô lăng. Màn hình thì bé bé của nhà sản xuất thôi, lên đề lỗ thông minh rồi. Xin nhan tích hợp chân gương la răng hoa mai dạng mới này. Đèn là đèn bi salon. Em này là một cái màu lông chuột các bác nhé. Một cái màu lâu của lông chuột, rất là đẹp luôn. Cái màu này là trong cái bảng màu Morning là đứng thứ hai. Màu trắng đứng đầu tiên thì em này đứng thứ hai, xong đến là đến màu bạc. Đấy là những cái dòng xe mà form dáng Morning thì rất là đẹp luôn. Biển 15 Hải Phòng lên cả giải đèn nét rồi, 285 triệu đời 2011 các bác ạ. Y10 đời 2014 thì em có một chiếc xe Y10 đời 2014, bản là thiếu, 195 triệu. Em chào bác Sầm Ngôn này, chào bác Ngọc Hà này, chào bác Nguyễn Văn Dân này. Ở đây là một chiếc xe Y10 đời 2016, em này thì là bản nhập khẩu này, động cơ là 1.2 bản đủ, số tự động đẹp đời 2016, em Hương đang bán là 285 triệu. Đúng rồi anh Tuấn ơi, con ML là con gì anh? Con Morning, con Morning đúng rồi anh ơi. Bản này là bản cửa lock anh nhá, bản nhập khẩu cửa lock, không phải là bản trong nước.
bản nhập khẩu cửa lóc nên giá nó sẽ bị chênh hơn so với bản trong nước. 285 triệu, đúng rồi anh ạ. Bản cửa lóc nhá, Kia Morning bản cửa lóc. Còn ở đây thì là có một chiếc xe đời 2016 Hyundai i10 số tự động bản số sàn. Số sàn, xin lỗi em, số sàn rồi, nhầm lộn rồi. i10 số sàn đời 2016 285 triệu, bản đủ 1.2. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này, có túi khí an toàn, màn hình OLED đề lỗ thông minh. Nghe chị nói sướng thật, cảm ơn Dương Kim Liên nhé. Chia sẻ cho mình nhé, cảm ơn bác Đoàn Thắm này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Hiện tại bây giờ nếu như mà ngày xưa em bán xe thì chỉ toàn đàn ông theo dõi và xem thôi. Nhưng bây giờ các bác phụ nữ này xem xe và mua xe rất là nhiều. Và 90% quyết định mua xe là thuộc vào lóc nhà rồi. Lên các chị em phụ nữ nhà mình ơi, nếu như quan tâm mẫu xe nào thì vợ chồng cố gắng lên, vợ chồng trẻ nhà mình cố gắng lên mua một chiếc xe phù hợp với kinh tế và hoàn cảnh nhà mình để đi đỡ lắng mưa vất vả này. i10 đời 2016 em Hương đang bán là 285 triệu bản đủ này. Nước sơn màu trắng đẹp, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí xi nhan tích hợp chân gương rồi. Lên bộ mâm và một dàn lốp mới rất là đẹp. Và em này là bản sedan hai đầu ạ, không phải là bản hatchback nên là form dáng rất là dài và đẹp. Em này là bản i10 sedan hai đầu, bản sedan các bác nhá. Không phải là bản hatchback đâu, hatchback tức là nó sẽ bị ngắn ạ. Nhiều bác nữ lại có hỏi là hatchback là gì, hatchback là form dáng nó sẽ ngắn nhá. Còn đây là bản sedan nó sẽ dài hơn. Dù mình có đi gia đình này, đi dịch vụ này, hay các bác chạy những cái dịch vụ như hoa cưới hỏi xe hoa thì màu trắng rất là đẹp luôn. 285 triệu cho chiếc xe i10 bản sedan hai đầu bản đủ đây ạ. Em Ford Eco Sport bản Titanium cao cấp đời 2018 này thì nay có một bác siêu đại gia Quảng Linh cọc rồi. Siêu đại gia ở Quảng Linh nhá, cọc rồi. Sẽ nào để em sẽ đi vào đây, đây một dàn i10 ở đây nữa này. Chào bác Nguyễn Nhà, chào bác Võ Bông nhá. Chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Cờ đuôi nhập khẩu cũng chỉ có 265 triệu thôi. Bản cửa lóc đời 2011, Kia Rio đời 2015, full đồ máy số zin, zin toàn xe 390 triệu vừa rồi em cũng quay rồi. Còn bên đây thì còn có một em i10, i10 số tự động đẹp đời 2015, bản nhập khẩu, bản 1.2 là bản đủ này. Đèn halogen này, có đèn gầm nhá. Xi nhan tích hợp trên gương, em Hương bán là 328 triệu. Em luôn công khai về giá này, giá là giá mở luôn. Công khai về giá, giá em nói trên là bao gồm phí rút hồ sơ. Nếu như khách hàng nào không rút hồ sơ thì em sẽ trừ tiền cho mình đi. Vì cái hồ sơ này bình thường là bọn em không bao hồ sơ đâu. Nhưng mình khách hàng đi làm hồ sơ sẽ bắt bị vất vả lắng mưa. Thì bên em có dịch vụ em sẽ bao rút hồ sơ luôn. i10 328 triệu đời 2015, số tự động đẹp, lên màn hình Bilotic này, đề lỗ thông minh này, cần số để sáng quắc lên. Dù là buổi tối nhưng em vẫn sẽ cố gắng quay cho khách hàng nhà mình xem nội thất bên trong nhé. Tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. Bản đủ sẽ có cảm biến này, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đấy là bên ngoài các bác nhìn nó nhận ra ngay. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Nói lửa tiếng đồng hồ rồi mà khách hàng chỉ xem thôi. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương, số điện thoại em đã ghi vào đây rồi, các bác cứ nhắn tin qua Zalo thôi. Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu, số sàn, à em xin lỗi, số tự động, em Hương đang bán là 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em bớt sâu em này luôn, bớt luôn, chỉ một em này thôi nhá. Vì em này rất là đẹp mà không hiểu sao, không hiểu sao mà phải một tháng nay rồi mà chưa đi. Đấy, 395 còn 380, bớt luôn 15 triệu trên livestream duy nhất chiếc em này thôi. Nên là khách hàng mà mua chiếc này sẽ rất là hời này. Đời 2016 nhập khẩu 1.4, chưa một xe nào mà bớt sâu như vậy đâu ạ. Để luôn số điện thoại cho em khi mà yêu thích chiếc xe Kia Rio màu bạc đẹp bên em nhé. 395 triệu còn 380 triệu nói luôn trực tiếp trên livestream, duy nhất trên livestream thôi ạ. Và duy nhất em đấy thôi ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2009, em Hương đang bán là 208 triệu. Động cơ trang bị là 1.5, bản E xịn nước sơn màu đen đẹp đây ạ. Một siêu phẩm Vios bản E 208 triệu. Vios đời này thì nó không thay đổi gì nhiều, chủ yếu là máy số này, động cơ đi thì bền, tiết kiệm nhiên liệu và không sợ bị hỏng vặt. Còn nếu như lên đời cao hơn thì sẽ là điều hòa auto và form dáng nó sẽ mới và đẹp hơn nhé. Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp em Hương đang bán là 488 triệu.
Vừa rồi em cũng quay rồi, em này thì bản cửa lóc, bản lắp ráp trong nước, động cơ 1.6. Mazda 3 thì là bản này là bản hai chế độ lái, có chế độ lái là thường và chế độ sport thể thao. Phanh tay là điện tử, 555 triệu. Bên đây thì còn có một em hoa hậu luôn. Những em kia thì là siêu lướt rồi, còn em này là hoa hậu này. Một em Spark Van biển D, 2 chỗ ngồi, 85 triệu. Trong livestream ngày hôm nay em Hương sẽ để cho mình còn 80 triệu. Dù là xe cỏ nhưng vẫn bớt cho mình 5 triệu đồng cộng bao rút hồ sơ. Bình thường xe cỏ chỉ bớt 1-2 triệu thôi, nhưng mà để đẩy nhanh tiến độ này, để lên được cái mục tiêu của em Hương này, 85 còn 80 vẫn bao rút hồ sơ Spark này. Em này chỉ dành cho những bác nào sức khỏe thật là khỏe thôi. Còn nếu như hệ hô hấp, hệ thở của mình hơi yếu thì không nên ngồi chiếc Spark này, vì nó rất là rét ạ. Điều hòa của nó mát lạnh luôn. Ngồi lên chiếc xe này mà có tí mồ hôi, tí gió, điều hòa nó lùa vào, khả năng là ốm, là viêm phổi các bác ạ. Rét lắm luôn. 85 triệu còn 80 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Động cơ ăn nhiên liệu chỉ 0.8 thôi. Các bác đã bảo là ăn xăng như người là đây ạ. Em này là ăn xăng như người đây. Bên đây thì còn có một em xe Mac, Mac C250, bản này cũng là bản Blue cao cấp này. Mac C250 biển thủ đô Hà Nội, 10 mắt cảm biến va chạm trước và sau. Xin nhan trên gương, 379 triệu cho em Mac C250 đấy ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng nhé. Dòng xe Mac thì nó không cầu kỳ với option, quan trọng là chất lượng thân vỏ này, máy số thì cực ngon luôn. Đã đi xe Mac là dòng xe bình ổn, dòng xe cao cấp mà, 379 triệu. Em chào bác Thảo Nguyên Xanh này, chào bác Nguyễn Minh Hà, chào bác Nguyễn Văn Tuyên, chào bác Tiến Đạt, chào bác Vũ Lút Châu à. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Nissan Navara, à Nissan Terra phân khúc hạng D, đời 2009 này, biển Hà Nội, bản nhập khẩu 2.0, số tự động 346 triệu. Nissan Terra đây ạ. Nissan Terra phân khúc hạng D, màn hình giải trí các bác nhìn đi ạ. To đùng vật vã luôn. Tổ hợp phím bấm có ga tay tự động luôn. Phân khúc hạng D các bác nhé, Nissan Terra phân khúc hạng D, 346 triệu này. Một em Accent siêu phẩm, Accent màu đỏ đẹp, đời 2018 siêu lướt đây. Số tự động 1.4, 475 triệu. 475 triệu cho một em siêu phẩm đây. Siêu phẩm nhá, Accent màu đỏ đẹp. Bên đây thì em còn có hai siêu phẩm bán tải này. Một em bán tải Isuzu máy dầu, hai cầu, số tự động đẹp, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn là màu đỏ cam, phù hợp với những cái bác nào mà phong thủy thì các bác ngắm đây. Em này là màu đỏ cam, lên đèn bi này, có đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương, 535 triệu, đời 2016, đăng ký là cuối tháng 12 2017 ạ. Tuổi đời là tương đương với 2018 rồi đây. Xe chạy rất là ít luôn. Isuzu D-Max 535 triệu. Trang bị động cơ là 2.5, máy dầu, số tự động 2 cầu, màn hình giải trí, cam hành trình, có luôn cả màn hình cam hành trình này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, một dàn lốp mới theo xe, một dàn lốp mới theo xe, lốp sơ cua hay còn gọi là lốp dự phòng cũng chưa hạ đâu ạ, chưa hạ lốp sơ cua, lốp dự phòng. Thùng thì lên thùng rồi nên các bác không phải làm thùng nữa đâu ạ. Hỗ trợ 60% giá trị xe, khi mà mình không đủ kinh tế mình sẽ banh ngân hàng thì sẽ là 60%. Zin đẹp toàn xe luôn, toàn phần bên ngoài sơn zin cũng còn đến hơn 90%, nên các bác cứ yên tâm thôi. Anh Nguyễn Kiên ơi, Xpander thực chất bây giờ là không phải em không có mà em không dám nhập. Nó bị ngược giá anh ạ. Ngày xưa Xpander nếu cách đây 2 tháng trước em Hương bán ra cũng chỉ có 540, 550. Mà bây giờ em nhập vào 530, khách hàng không bán, dân không bán anh nhá. Xpander bây giờ nó bị ngược giá lắm anh ạ. Khó mua lắm. Mua xe đẹp về thì nhập cao, về bán giá ngược thì các bác lại không mua, nên là rất là khó làm việc. Xpander chỉ khách nào thật là lét nhờ bên em đi kiểm tra hộ và để nhập lại thì em mới dám nhập thôi, vì nó bị ngược giá. Bây giờ Xpander nếu như 2 tháng trước em bán 540 thì bây giờ nó lên vào tầm 580 cơ anh ạ. Nên anh Nguyễn Kiên ơi, Xpander hiện tại em cháy hàng lắm. Em đang có một chiếc Xpander 2019 nhưng mà giá 580 cơ. Mà khách phải thật lét thì mới mua được xe. Còn nếu như mà về giá, nhìn về giá là khó mua lắm anh ạ. Một chiếc Nissan Navara đời 2017, bản này cũng là bản 2.5 đây ạ. Số tự động đẹp 1 cầu. Em đi Isuzu D-Max kia là 2 cầu thì em này sẽ là 1 cầu ạ.
535 triệu cũng là hỗ trợ 50% đến 60% giá trị xe. Máy số zin đẹp, ghế da hai màu cao cấp, máy dầu số tự động cho bán tại Nissan Navara. Đời 2017 535 triệu ạ. Ít ban đầu nó bị ngược giá thật sự luôn ạ, là form dáng nó đẹp này. Form dáng thì đẹp, máy số thì ngon mà ăn ít xăng, có 1.5 thôi nên là Xpander bây giờ cháy rất là cháy luôn. Mà giá thì nó bị đội lên rất là nhiều. Rất là căng luôn. Nếu như mà mua được Xpander thì đi rất là đẹp anh ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 đời 2017, bản lắp ráp trong nước. Đến đời 2017 i10 sẽ là bản trong nước rồi. Santech nhá, màn hình Santech, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. 365 triệu cho chiếc xe i10 1.2 bản đủ, số tự động bên em Hương ạ. Nước sơn là màu bạc nhá. Xin nhan trên gương, lúc mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023. 365 triệu bao rút hồ sơ, cũng như là sẽ free ship, miễn ship khách hàng nào 100 cây quay đầu. Còn khách hàng nào đến xem xe và lấy xe tại bãi, giảm mượn luôn 10 triệu đồng cho khách hàng nhà mình đến xem xe và nhận xe tại bãi, bao rút hồ sơ. Chelachi sẽ nói lét luôn về giá nhé. Lét luôn về giá. i10 365 triệu đời 2017, số tự động đẹp đây. Bên đây thì còn có một em i10 nữa, nhưng em này là số sàn, bản nhập ấn nhé. Đời 2014 i10 số sàn bản nhập ấn 195 triệu. Lên bộ ghế da mới này, có màn hình giải trí này. Em này sẽ là bản thiếu này. i10 bản thiếu đời 2014 195 triệu. Xin nhan chân hồng, được cái là máy số còn ngon này, sơn zin đẹp. Lên bộ mâm đẹp. Và ghế da em cũng lên ghế da rồi, 195 triệu cho chiếc xe i10 đời 2014 bản nhập ấn nhá. Chào bác Nguyễn Thị Huyền này, chào bác Đỗ Quang Xanh đúng không ạ? À, Đỗ Quang Xuân. Đỗ Quang Xuân. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm xe ghét đây. Một siêu phẩm xe ghét số tự động đẹp mà giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Lên màn hình giải trí, số tự động bản nhập Hàn. Ghét đây. Ghét nhập Hàn, số máy ngon, 188 triệu. Đời 2007 nhập khẩu, động cơ là 1.4 cho siêu phẩm xe ghét số tự động bên em ạ. Ghét 188 triệu có xe số tự động đi, mua cho bà xã hay là hai vợ chồng đi rất là ok luôn. Bên đây thì còn có một em Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi đời 2014 bản lắp ráp trong nước. Động cơ trang bị dù là 7 chỗ nhưng mà chỉ có 1.7 thôi. Không bằng Innova, Innova còn 2 chấm cơ, em này có 1.7 thôi. Em Hương Lăng bán là 468 triệu. 468 triệu cho chiếc xe Kia Zondo máy dầu. Gương kính cục chỉnh điện lên hết màn hình rồi. Biển là biển 37. Zin đẹp xe luôn các bác ạ. Zin đẹp toàn xe luôn. Bên đây thì còn có một em xe ghét bản nhập khẩu đây. Số sàn đời 2009. Ghét nhập khẩu em Hương Lăng bán là 158 triệu đời 2009 này. Ghét nhập khẩu thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Số máy ngon, số sàn 158 triệu. Fiat màu trắng thì hôm qua vừa mới lên, chưa kịp lên video, chỉ mới nhá ảnh thôi. Thì khóc, khách đã banh tiền cọc rồi. Khách banh tiền cọc rồi nên em sẽ bỏ qua Fiat này. Ở đây thì còn có một em Kia Morning. Kia Morning được sản xuất năm 2016, số sàn, động cơ trang bị là 1.25. Em Hương đang bán là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Những khách hàng nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Lên được cả màn hình OLED rồi. Và đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ mới cho em Hương nào. Chào bác chị xấu này. Chào bác Thắng này. Chào bác Nguyễn Thị Huyền này. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe bản nhập khẩu đời 2009 này. Full cửa lóc cho em. Cửa lóc đầy đủ. Một chiếc xe CDX. Siêu phẩm CDX đời 2009 bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.6 số tự động đẹp. Cửa lóc đầy đủ cho em này. Em Hương đang bán là 255 triệu. Số tự động có đề lỗ thông minh đầy đủ cho em nhé. 255 triệu. Lên bộ la răng phay, làm chấu rất là đẹp luôn. Anh Kiên ơi, để lại số điện thoại cho em. Màu đen em có mà, thực chất là em có. Nhưng mà cái giá của nó phải theo thị trường anh ạ. Nếu như mà cứ so với cái giá mà 2 tháng trước em bán thì Xpander bây giờ nó sẽ bị đội giá lên rất là nhiều. Nhưng nếu mà để mà tìm được một xe ngon mà theo giá thị trường, không phải là em bán đắt mà thị trường nó đắt lên, nó phải là đắt lên anh ạ. Để lại số điện thoại cho em nhé. Vì em cũng có đen mà em có cả đời 2021 cơ.
Màu trắng có, màu đen có, anh để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Nguyễn Quyên ạ, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Chào anh David Đỗ này, chào anh Hạnh Nguyễn này. Bên đây thì em còn có hai em chân dài máy dầu, hợp với những bác nào mà công trình công trường hay là đi về khu vực vùng cao hay vùng sâu một tí thì nó bánh nó cao như thế này sao không sợ ngập nước này. Isuzu máy dầu 160 triệu đời 2006 này. Isuzu máy dầu 2003 140 triệu này. Hai em Isuzu máy dầu. Bên đây thì còn có một em Mazda Fremacy đời 2003 động cơ 1.8 này. Động cơ là 1.8, em Hương đang bán là 162 triệu. Đấy các bác thấy không? Đang live stream mà vẫn còn vỗ tay là cọc rồi kìa. Cọc rồi. Cọc một em Captiva rồi. Em Captiva của em là một chủ từ mới biển Hà Nội là cọc rồi. À, bác ở đây Xuân đợi em một chút này. Khách đang xin ảnh Cerato. Các bác nhắn tin trên Zalo rất là nhiều. Hình như các bác là ngại bình luận ở trên trực tiếp trên live stream hay sao ấy, nên các bác thích bình luận ở trên thích ấy ở trên trên Zalo hơn. Em nhìn thấy số của anh rồi. Số của em là 0354602790 anh Kiên Nguyễn nhé. Một chút nữa xuống live thì em sẽ kết nối Zalo cho anh. Em sẽ kết nối Zalo cho anh. 0354602790 là số hotline của em Lê Hương ạ. Lưu số em vào và em sẽ kết nối Zalo cho anh để em sẽ gửi cho anh về mẫu X-Bander. Ở bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Forte. Một siêu phẩm Kia Forte đời 2010 bản nhập khẩu số tự động. Em Hương đang bán là 330 triệu. Đời 2011 full cửa lóc cho em. Động cơ trang bị là bao nhiêu nhỉ? Em này 1.4 hay sao nhỉ? Tự dưng quên mất. Hơn 1 chấm thôi. Kia Forte là hơn 1 chấm. Tự dưng em đơ đơ quên mất không biết là 1 chấm mấy. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Tổ hợp phím bấm nghe gọi đầy đủ cho em nhé. Kia Forte đây. Kia Forte 330 triệu. Số máy ngon, sơn zin đẹp. Cửa lóc đầy đủ, giá cực kỳ hợp lý ạ. Anh Kiên Nguyễn cứ xem live stream cùng em đi ạ. Một chút nữa thì xuống live thì em sẽ để lại, em sẽ kết nối Zalo và tư vấn cho anh về dòng xe X-Bander nhé. Bên đây thì em có Vios này. Vios đời 2010 bản limo, nên là giá chỉ có 206 triệu thôi. Biển 99 này. Xin nhan trên gương, máy số cực ngon luôn. Vios đời 2010 206 triệu. Cọc cắp đi ba. Tôi nghĩ dần đi. Mẹc xe 250 thì em lại có này. Một siêu phẩm mẹc nữa đây. Biển thủ đô Hà Nội. Cảm biến khoanh xe là 10 mắt cảm biến nhá. Dòng xe mẹc đời 2010, số tự động, trang bị động cơ 1.8 này. Xin nhan dạng 2 mí tích hợp chân gương. La răng thể thao phanh ABS đầy đủ cho em. 388 triệu cho dòng xe mẹc xe 250 bản Blue cao cấp đấy ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi cho em. Số tự động đẹp, ghế chỉnh điện 8 hướng cả bên phụ và cả bên bắc tài nhá. Dòng xe mẹc sẽ rất là đẳng cấp, nếu như mà các bác đã từng đi thì các bác sẽ hiểu rồi. Dòng xe mẹc không hề tốn xăng như các bác nghĩ này. Còn ở đây thì em có một em Kia Carren. Kia Carren đời 2010, số tự động, trang bị động cơ là 2.0. Em Hương đang bán là 270 triệu. Nếu như quan tâm về 7 chỗ ngồi mà với cái tầm tiền kinh tế chỉ hơn 200 thì Kia Carren và Captiva là một sự lựa chọn hàng đầu đấy ạ. Tổ hợp phím bấm tăng giảm âm lượng trên vô lăng, túi khí an toàn. Điều hòa thì auto tự động cho em nhé. Số tự động đẹp 270 triệu cho siêu phẩm Kia Carren đấy ạ. Em sẽ chụp lại màn hình số điện thoại của anh Kiên Nguyễn này. Và một anh gì đây đang xin đây. Anh Hương Kính Xuân Trường đang xin ảnh Kia Rio. Thì một chút nữa em ấy sẽ like, em sẽ gửi hình ảnh cho anh này. Captiva đây ạ, Kia Carren là 270 triệu. Captiva số sàn đời 2007 em Hương đang bán là 215 triệu. Xin nhan trên gương, nhìn hai chiếc xe 7 chỗ này nếu như mà các bác không thuộc về xe thì nhìn nó sẽ rất là giống nhau. Màu sắc và hình dáng kích thước nó ngang ngửa nhau. Em này thì là số sàn. Màn hình giải trí thì là cũng có nhưng mà bé bé thôi. Chân vô lăng thì cũng có này, khẩu lệnh này, tăng giảm này, nghe gọi chân vô lăng. Em Hương đang bán chiếc Captiva này là 215 triệu. Số sàn các bác nhé. Có hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ cho em. Và em này là số sàn màu... màu này gọi là màu gì nhỉ? Màu vàng cát ạ. 7 chỗ ngồi thì em có nhiều nhá. Kể cả chiếc xe Innova bản G bên em đây cũng chỉ có giá là 268 triệu thôi.
Innova bản G lắp ráp trong nước đời 2010, 268 triệu. Màu vàng cát đẹp, tư nhân không ra, taxi không dịch vụ đây. Màn hình giải trí, ghế da zin, máy số cực ngon. Gia đình sử dụng các bác này đời 2010. Mà phần táp ly táp lô bác chủ, bác cái giữ như thế này cơ mà. Đó, cực kỳ xuất sắc luôn, ốp hết những cái giả vân gỗ trên xe. Chevrolet cờ đuôi thì em Hương còn có một chiếc số sàn đời 2011. Biển Hải Phòng này. Em Hương đang bán là 240 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011. Đừng quên những lời chia sẻ mới cho em nào. Chia sẻ cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Chevrolet cờ đuôi số sàn 240 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em sẽ để cho khách hàng nào thật sự yêu thích dòng Chevrolet cờ đuôi này 230 triệu vẫn bao rút hồ sơ. Vẫn bao rút hồ sơ ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Mazda 2 số tự động đẹp, 4 mắt cảm biến va chạm. À, đằng sau có 2 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ đây. Mazda 2 số tự động nước sơn màu xanh. Gọi là xanh gì nhỉ? Em này gọi là màu xanh mực cửu long. Tổ hợp phím bấm ở trên vô lăng chưa nhỉ? Đâu, em này thiết kế 3 chấu số tự động đẹp, màn hình giải trí có rồi. Mazda 2 bản lắp ráp trong nước, động cơ 1.5, em Hương đang bán là 298 triệu, vẫn bao rút hồ sơ lộc lá thương lậu cho mình luôn. 298 triệu cho siêu phẩm Mazda 2 đây ạ. 7 chỗ ngồi em còn có Captiva. Captiva đời 2008, em Hương đang bán là 210 triệu đồng. À 2007, em này 2007 ạ. Captiva đời 2007. Đèn bi salon này có dải đèn led, đèn gầm đầy đủ, biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu vàng cát đẹp. 210 triệu đồng cho chiếc 7 chỗ gầm cao. Có giá để đồ trên cao, màn hình giải trí đầy đủ này. Túi ghế an toàn, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, ghế da zin đẹp mà 210 triệu đồng. Các bác đi công trình công trường đi, chiếc xe này rất là ok. Đi gia đình cũng rất là tốt vì là hàng ghế nó chỉ rộng 7 chỗ, gia đình mình đông con đông cháu đi rất là tốt nhá. Màu vàng cát em có 210 triệu. Bên đây thì màu vàng, ở đây là màu bạc. Captiva màu bạc biển Hải Phòng. Đèn bi salon, đèn led đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Em này thì là số tự động nhé. Captiva số tự động đời 2007. Giá chào bán cũng chỉ có bao nhiêu ạ? 228 triệu cho chiếc Captiva. Màn hình đây các bác nhìn này. Lên một cái màn hình to như cái tivi luôn. Số tự động đẹp luôn, Captiva đây. Sấy sợi kính đầy đủ, máy số ngon, hỗ trợ cả đầu DVD. Ghế da căng mọng, không hề sập sệ một chút nào. Captiva số tự động đẹp cho em là 228 triệu là số tự động. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Y10 biển 15 Hải Phòng. Bản đủ, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cam lùi đầy đủ, nước sơn thì màu bạc đẹp. Một em Y10 đời 2014 bản đủ này. Bản đủ màu bạc này em đang bán là 240 triệu bản nhập khẩu. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có đề lỗ thông minh, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em, xi nhan trên gương. Và có cho em là phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước này. Chào bác Hà Nguyễn, chào bác Lâm Hành, chào bác Phạm Hữu Tuấn này, chào bác Quang Hà, Quang Hoàng đúng không ạ, Quang Hoàng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Bên đây thì em còn có một em Kia Morning. Kia Morning số tự động đẹp, nước sơn màu vàng. Biển là biển 88 Vĩnh Phúc đời 2010 nhập khẩu 1.0. Em Hương đang bán là 235 triệu cho siêu phẩm Kia Morning đây. Sấy sợi ghế, sấy sợi kính, phím bấm trên vô lăng thì em này chưa có, nhưng mà đây, đầy đủ option cho em này. Điều hòa auto, số tự động, ghế da may một bộ ghế da rất là chất luôn. 235 triệu đời 2010 cho siêu phẩm Kia Morning đây ạ. Còn bên đây thì em hiện tại là em Hương đang về hai chiếc Kia. À đây. Ui ôi, các bác nhìn trình độ lùi xe nhà em này nó phải là thượng thừa. Một chiếc xe Tucson gầm cao, một cầu máy dầu. Một cầu máy dầu Tucson gầm cao, lên đèn bi salon có đèn gầm cũng là đèn bi. Hạ đời 2010 Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Máy dầu số tự động một cầu 2.0. Em Hương đang bán là 535 triệu. Có túi khí an toàn. Cửa sổ là cửa sổ toàn cảnh luôn. Đề lỗ thông minh. Điều hòa auto. Sấy sưởi kính có. Sấy sưởi ghế có.
ghế da zin, số máy zin. 535 triệu trên livestream ngày hôm nay, bớt luôn 15 triệu. Cắt luôn 15 triệu cho em Tucson này. Chưa bao giờ một cuộc báo giá nào mà em Hương cắt nhiều như vậy đúng không ạ? 535 còn 520 triệu cho chiếc xe Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Máy dầu một cầu, số tự động, cửa sổ toàn cảnh cho em. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, lước sơn thì màu đen đẹp, zin đẹp toàn xe. Xin nhan trên gương, kệ bước chân lên xuống, thậm chí là lắp luôn cả da để đồ rồi. Bên đây thì còn có một em Kia Rio. À em này thì nhận cọc rồi. Kia Rio là em nhận cọc rồi ạ. Hôm trước bác nào hỏi nhưng mà còn lăn tăn, còn hơi lăn tăn một chút về hỏi bà xã là em nhận cọc rồi nhá. Bên đây thì còn có một em Kia Morning. Một siêu phẩm Kia Morning với lước sơn màu xanh cực kỳ bắt mắt. Xin nhan được tích hợp ở trên gương. Biển thủ đô Hà Nội, 138 triệu cho chiếc xe Kia Morning số sàn. Động cơ trang bị 1.0. Nếu như mà đổ cho hoàn cảnh, đổ chưa cố gắng mà chưa đi ô tô thì các bác, đấy là các bác chưa mua rồi. Kia Morning này ạ, màn hình giải trí này, ghế da cao cấp, thông hơi thoáng khí cho em. Và điều quan trọng là 138 triệu cho chiếc xe Kia Morning ạ. 138 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Em chào bác Hà Tùng này, chào bác Hoàng Đình Thắng này, chào bác Trương Hữu Quỳnh. Bác Hà Tùng ơi, chia sẻ cho em Hương lên nào. Nhờ em đã ăn cơm đâu anh. Hiện tại bây giờ em còn phải đợi xe nữa là chắc phải 9 giờ mới về. 9 giờ mới về ăn cơm anh Hà Tùng ơi. Chào bác Hương Xuân nhá, chia sẻ cho em lên Hương lên nào. Ngoài hôm thì nay trưa thì các bác còn vào ủng hộ nhiều. Hôm nay thì nay tối nay muộn một chút đấy, các bác đi ăn cơm hết rồi. Kia Morning 138 triệu này. Bên đây thì em lại có một siêu phẩm CDX đây. Cảm ơn Hương Xuân nhá, xe đẹp quá. Rất là nhiều xe luôn. Một chiếc xe CDX đời 2009, bản nhập khẩu này. À em này là đời 2010. CDX đời 2010, đăng ký 2011. Bản cửa lóc cho em. Tổ hợp phím bấm. À em này có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, đề lỗ thông minh này, màn hình giải trí này, sấy sưởi kính, sấy dầu, cái ghế đầy đủ cho em. Ghế da là hai màu. CDX nhập khẩu đời 2010, đăng ký 2011. Em Hương đang bán là bao nhiêu nè? 260 triệu. Em này đời cao trong dòng CDX đây rồi. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. La răng 5 chấu nhá. Phanh ABS đầy đủ này. Chào bác Thành Văn, chào bác Thịnh Đình này. Bên đây thì còn có một em Hyundai i10 đời 2008, số sàn, giá cũng chỉ có 125 triệu thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Nói gần một tiếng đồng hồ rồi. Rất là nhiều xe về thêm. Úi dồi ôi. Chào bác Phạm Dương này. Ở đây còn có một chiếc Nasetti EX đời 2009, 1.6. Em này là máy to, form to nhá, máy to khỏe này. 150 triệu cho chiếc xe Nasetti EX đời 2009 ạ. 150 triệu bản sedan 2 đầu. Rất là chất luôn mà chỉ có hơn 100 triệu thôi. Chào bác Toàn Nô này. Bên đây thì có em có một siêu phẩm Innova. 7 chỗ ngồi Innova, máy số zin đẹp thì em có Innova đời 2006 nhá. Máy số zin bản 2.0. Lước sơn bên ngoài là màu đen đẹp, 7 chỗ ngồi các bác nhìn này. Bác chủ cũ giữ xe nó phải gọi là quá là cẩn thận luôn. Ghế da cao cấp đẹp luôn. Táp ly táp lô từng con ốc còn đẹp, màn hình giải trí, nghe nhạc giải trí rất hay. Hỗ trợ đầu DVD, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Giá chào bán chỉ có 225 triệu. Cho chiếc xe Innova đây ạ. Máy số zin đẹp cho em luôn. Innova đời 2006, 225 triệu. Máy số zin đẹp. Sờ bắc bên đây thì em có này, sờ bắc đời 2009, 85 triệu. Động cơ trang bị là 0.8, số sàn. Sờ bắc tập lái đây ạ. 85 triệu có sờ bắc đi. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Morning bản Sport, biển thủ đô Hà Nội. Kia Morning biển Hà Nội bản Sport đời 2011, 148 triệu. Động cơ trang bị là 1.1 nhá. Động cơ trang bị... Ôi dồi, mở cửa tiếp bay điện thoại. Động cơ trang bị là 1.1 cho dòng Kia Morning bản Sport bên em. Hyundai i10 Tucson 2 cầu đây, mới về nhưng mà chưa cập nhật được giá. Chắc là phải ngày mai thì mới lên sóng được ạ. Chưa có giá đâu. Tucson đây. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, em quay trước một chút thôi. Để khách hàng biết là em mới về thêm một chiếc Tucson 2 cầu. Cửa sổ là toàn cảnh này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi này. Điều hòa auto tự động cho em nhé. Xe quá là chất luôn.
Xe đẹp đến nỗi mà còn nguyên cả sách hướng dẫn sử dụng các bác ạ. Ôi dồi ôi, sách hướng dẫn sử dụng này, đến dầu gội đầu còn có phải có cả sách hướng dẫn sử dụng thì đúng là ô tô cần phải đọc sách là đúng rồi. Đẹp lắm luôn, cực đẹp luôn. Của bác đại gia ở trong Hải Dương nhà em đây ạ. Tucson đây, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao thì còn có cả Kia Sportage này. Kia Sportage đây, 469 triệu. Rất là đẹp luôn, máy số zin đời 2011, 469 triệu. Bên đây thì em còn có Hyundai. Một chiếc xe Hyundai Avante. Hyundai Avante đời 2014. Bản số sàn nhá, đời 2014 Hyundai Avante số sàn 279 triệu lên màn hình rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, gương kính thì cục chỉnh auto cho em. Giá chào bán cho chiếc xe Hyundai Avante này 279 triệu. 279 triệu này. Bên cạnh đây thì còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2018 này. 2015. 308. Anh ơi, Tucson này vừa mới về thôi. Anh Quân Nguyễn là để lại số điện thoại cho em. Tucson vừa mới về, mới kính con như này, chắc phải trên đời 2015 rồi. Thật sự là nhiều xe mới về cập nhật em chưa cập nhật được. Còn em này thì mới về. Anh Quân Nguyễn để lại số điện thoại cho em đi. Một dàn lốp rất là mới, sơn si đẹp. Mà sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn vất ở trong đây như thế này. Vẫn còn vất ở trong đây, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí. Anh Quân Nguyễn để lại số điện thoại cho em. Ngày mai em sẽ gửi cho anh hình ảnh và video chi tiết về chiếc Tucson này. Em cũng chưa biết là đời bao nhiêu vì vừa mới về. Anh nhìn này, đánh chéo xe như này là vừa mới phi một phát về đây luôn đây này. Xe zin mà xe vừa mới về mà dàn lốp còn mới như thế này. Tình trạng xe quá là ok đúng không ạ? Năm chỗ ngồi gầm cao em còn có cả CRV, Honda CRV 5 chỗ ngồi gầm cao nữa. Và một chiếc Avell nữa vào cái hàng này. Chevrolet Avell số sàn đời 2017 em Hương đang bán là 245 triệu. Động cơ trang bị 1.4. Sao anh thì sớm ấy? Đấy. Tôi lắm. Cảm ơn anh Trần Trọng Lích này, em nói nghe thích nhỉ. Thì nói thật thì bao giờ cũng thế mà anh. Chào bác Trình Bùi này. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 408 triệu. Em Hương để cho mình còn 400 triệu tròn. Avell đời 2017 245 triệu, số sàn 1.4, lốp sơn màu trắng đẹp. Gốc Sài Gòn. Gốc này thì sẽ tương đương với gốc Hà Nội các bạn. Đi mua xe mà tìm gốc thì sẽ tương đương với gốc Hà Nội. Vào tên trong Hà Nội thì sẽ không mất đến 20 triệu tiền vào tên. Cảm ơn bác Nguyễn Thiện này. Quá là chất luôn. Em nhìn em thích cơ, nếu em là nữ em cũng thích đi những dòng xe như này. Đèn bi salon này các bác nhìn này. Vừa rồi thì em Lê Hương không biết đời bao nhiêu. Tucson gầm cao, ngày mai mới báo giá. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ở dưới cái bài live stream ngày hôm nay. Bây giờ em sẽ dừng buổi live stream và xuống để trả lời phần tin nhắn này. Khách hàng lại không hỏi trực tiếp ở trên Zalo mà lại hỏi trực tiếp, à không hỏi đây, mà hỏi ở trên Zalo. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Nếu như bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Xe thì về rất là nhiều, tầm kinh tế chỉ từ 85 đến 80 triệu là có xe đi rồi. Cho đến xe gần 1 tỷ thì em cũng có và hơn tỷ cũng có này. Em chỉ muốn nói rằng trong cái buổi báo giá live stream ngày hôm nay em về thêm rất là nhiều như là Hyundai Accent, Vios số tự động, Vios số sàn. Và về thêm Mazda 3 bản Philips nhé. Và về thêm một chiếc xe gì đó nhỉ? Kia Rio số tự động. Cái đâu mà xinh thế, hết cảm ơn bác nhé. Những khách hàng nào mà quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Số điện thoại thì em cũng ghi vào đây rồi. Kết nối Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Hoặc đến trực tiếp với địa chỉ showroom bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn có lẽ là bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây để xuống trả lời hết cái phần tin nhắn trên Zalo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào buổi báo giá ngày mai ạ.